Mình sẽ cho anh em xem Akolon hiện tại đang có chiếc bao tay lôi khung em nhé, hạng 22 của server. Đây là một thành viên của em băng mờ. Xem là cái ác lưu xì gà này có cái gì nào. Chúng ta đi luôn có đề chính em ơi. Đây, cái bao tay lôi khung chấn bảng chi bảo, lôi không linh ngọc, ẩn lôi uyển. Ui, 457 điểm sinh lực anh em ạ. Một điểm sinh, một điểm tiềm năng của cô lôn lên được 3 máu thôi. 457 điểm nó tương đương với tầm khoảng 150 điểm tiềm năng đây anh em ơi. Tầm khoảng độ bằng đấy đấy, 30 quyển thạch thủy kinh đấy. Rồi kháng độc 26, nội lực 190 này. Bám chậm 46, 3 cấp cô động cửu thiên. Thiên tấn tế lôi, đúng không? 2 cấp. Nhẫn lôi khung này, một kỹ năng cũng có. Nhẫn xương tinh anh em này. Để lại thêm mũ lôi khung anh em này. 28 tốc đánh nội công, 290 điểm lôi sát. Tinh lực 275, nội lực 178, kháng độc 30. Cô luôn kiếm phát 3 cấp nữa. Rồi, dây lôi khung này, cũng ngon. 3 thanh niên địa chọc, 21 kháng tất cả, 21 kháng độc. Chúng độc phòng vật lý này. Đấy, đai lôi khung 3 cấp cùng lôi chấn địa, 55 trọng, 34 kháng độc, sinh lực cao. Ôi, nhưng mà cuối cùng thì cái mảnh ghép còn thiếu lại là một chiếc ngọc bội 3 cấp. Mà cái ngọc bội 3 cấp bây giờ nó đang nằm trong người của anh Huy 6666 băng ngáo anh em ạ. Đúng là ông trời họ đã biết cách lấy đi của nhau những cái cần thiết anh em ạ. Đó, anh Huy xì gà anh em nhé, có mũ lôi khung này, có bao tay lôi khung chấn bằng chi bảo này, có nhẫn lôi khung, có đai lôi khung rồi, có cả dây chuyền nữa. Thế mà cái ngọc bội thì nó lại nằm ở bên ác của anh Huy 6666. Ôi trời ơi, không biết ông nào chia bài, ông nào chia bài cay đấy à, như ủ phỏm ấy mày, phỏm ủ nơi rồi nhỉ. Đây 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 anh em chờ tí, mình cho anh em xem cái ngọc bội của ông anh Huy thứ 6 xem nó mới cay anh em. Nó gần giống như kiểu là lên đến cái ngưỡng cửa của thiên đường xong là gục ngã. Cày tê nhở mày à. Full set rồi thiếu ngọc bội. Ôi giời ơi, không biết là đến lúc hết thời hạn của cái bao tay này có tìm được cái ngọc bội không. Ông ngày xưa giàn áp của anh Hưng Tao mở ra có cái ngọc bội em nhỉ. Đây đây anh em hãy chờ tí, anh em tinh mắt nhìn của mình, ác anh Huy thứ 6 ấy. Anh Huy 6666 ấy. Họa Nhi Ngọc Hân đây này. Tuấn Lý. Ô, chiến bằng chi bảo em tưởng nó có hạn chế thời gian nhỉ, em chưa được soi. Để em xem lại nào. Không có à? Ờ ok, cảm ơn anh em. Từ từ đã, tỉa tìm anh em xem cái ngọc bội của anh Huy đấy. Đây là ông này đây, ông này đây, không biết ông có online không. Online đi xoay xoay luôn cái ngọc bội em ơi. Cái thế nhờ chia bài, đợi đúng ù ở trên tay rồi anh em. Nhờ. Ờ ông này không online mà không xem được. Mình chỉ biết là cái ngọc bội của anh Huy là 3 cấp 9x em nhá. Cày. Tức quá anh em ơi. Mãi mở ra được cái bao tay rồi không. Cái ngọc bội là khác nó cầm. Cày. Mà hai băng này nó không bán cho nhau đâu. Đây là xác định là cầm ngọc bội với cái bao tay này thì muốn người anh ở đầu sông em cuối sau, cuối sông anh em. Nhiều vằm quá đông đấy nhỉ. Cày thế nhỉ. Rồi anh em ơi, đại ca đây rồi. Vừa rồi chúng ta đã nhắc tới mảnh ghép cuối cùng của anh Lưu. Thì anh Huy trả lời, đây anh em ơi, cái ngọc bội mà anh Lưu đang mong đợi thì anh Huy đang cầm. Một người thì có gần như full set mũ ảo lôi khung rồi, có mũ lôi khung, có đai lôi khung, có ngọc, có bao tay chấn bang lôi khung, có dây chuyền, đúng không, có nhẫn, lại thiếu mỗi cái ngọc bội. Mà ngọc bội đang nằm bên phía của anh Huy bằng ngáo. Trời ạ, à, đó, nó không khác gì mà thịt chó lại thiếu mắm tôm đấy em ạ. Hoặc là giống như thịt chó mà lại đi uống cái coca chẳng hạn. Cày nhờ. Thôi bây giờ mình bảo hai anh em bây giờ làm một việc như này với mình nhá. Hai anh em bây giờ hôm nay qua lễ rồi, giá máy bay nó rẻ. Em bắt máy bay về Thái Bình, được không? Xong là xuống nhà mình, mình tổ chức một bữa thịt mèo. Thái Bình có thịt mèo mà anh em. Đấy. Bây giờ làm có hai phương án. Một là ông anh Huy này, ông bán lại ngọc bội cho ông anh Lưu. Còn không thì ông anh Lưu sẽ bán lại cái bao tay và cái set lôi khung
cho ông anh Huy này, được chưa? Vẹn cả đôi đường.